hiện tại là có khoảng chừng 70 con chim bồ câu. Thì có thể là nếu bây giờ mạnh thường quân nào mà thêm nữa đó thì mình mua thêm nữa, thì 8 là một con. Hồi xưa nay em đi qua Trung Quốc thì nhiều người cho em tiền lắm, em không lụng, em nói là mấy món đi còn có phóng xanh này kia nọ thì em xin, thì người nào thích đó thì chung vui vui. Nhưng mà trước khi phóng xanh đó là Tết Việt Nam thì chắc khoảng sau khi chắc khoảng 1/2 gì đó thì có khai dương bên đó, thì có đốt pháo có mỗi lần nữa. Thì trước khi phóng xanh đó là có thầy tụng kinh và có cha xin mục sư rồi cầu nguyện, có cái banner là để cái cầu nguyện cho thế giới bình an. Là hiện tại là em có là khoảng chừng 60 con chim bồ câu trắng rồi, nhưng mà bây giờ nếu mà mạnh thường quân nào mà thích thêm nữa đó thì góp vô thì cái đó mình mua thêm. Thì trước khi mà phóng sanh đó là thầy tụng kinh trước, cầu nguyện trước, rồi sau đó đọc tên mạnh thường quân, tất cả em đều quay phim hết, em để trên là phố Cali Bosa TV số 9, thì tất cả mấy anh chị mạnh thường quân nào thấy được là biết được cái tiền mình nhớ vô đâu thì có thể tết Việt Nam. Thì cái đó chị hỏi giờ không đi em chưa có nói, nhưng mà chị hỏi thì lần đầu tiên em nói thôi. Anh chị em 100 đồng, đóng góp 100 đồng, cảm ơn. Để mà mua chim bồ câu để phòng sinh, để cầu nguyện cho thế giới bình an hòa bình. Cảm ơn rất nhiều. Thank you. Chừng nào mới phóng xanh? Dạ, chắc tết Việt Nam.